thiệu với mọi người, đây là cá hồi mà Trúc vừa đi siêu thị mua được. Trúc mua cá hồi nè, rồi mua cả cái phần bụng của cá hồi nữa đó mọi người. Trúc về Trúc lóc da ra hết và Trúc ướp với lại nước tương và một ít tiêu. Ở nhà thì còn hai quả trứng gà giật nữa nè, một lát Trúc sẽ đập vào trong đây. Và mình sẽ ăn cái món này với củ cải vàng nè, gừng đỏ, một ít tía tô, xà lách. Và ở đây Trúc có một vài cái kimbap. Thật ra cái này á, là mình ăn theo cái kiểu sushi á mọi người, nhưng mà Trúc mua cái cơm cuộn cho nó tiện. Cái này là của Hàn Quốc, còn cái này là của Nhật Bản. Nói chung là mình giao lưu văn hóa ẩm thực đi. Cá hồi ướp nước tương á, thì mọi người có thể ăn luôn được rồi, không cần phải chấm thêm cái gì nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên Trúc ăn cái món này nên là Trúc cũng chưa biết như thế nào. Để cho nó chắc ăn hơn thì Trúc đã chuẩn bị một ít nước tương và mù tạt. Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức với Trúc nha. Trúc sẽ bỏ mù tạt vào nước tương trước đã. Trúc ăn cá hồi với nước tương mù tạt thì nhiều rồi, nhưng mà còn cá hồi ướp nước tương thì Trúc chưa ăn. Có một bạn, cái video nào của Trúc á, thì bạn đó cũng vào bình luận là chị ơi ăn cá hồi ướp sống đi. Thì Trúc mới lên trên mạng Trúc coi cá hồi ướp sống là gì. Thì ra nó là cá hồi ướp nước tương đó mọi người. Mà trên mạng cũng không có nhiều cái hướng dẫn về món này, nên là bây giờ Trúc làm đại. Đây, mình sẽ ăn trước một miếng cá hồi xem như thế nào nha. Đã ướp nước tương rồi, Trúc có bỏ tiêu. Mọi người có thấy cái miếng tiêu không? Thử nha. Cái tiêu của mọi người nó thơm, và cái nước tương nó ngấm vào thịt cá hồi. Mọi người cứ cảm giác là cái nước tương nó ngấm vào và nó quện với lại cái mỡ ở trong con cá đó thì nó béo như thế nào ha, mà nó dậy cái mùi thơm nữa. Nói chung là cái này ăn thì Trúc cảm thấy nó tiện, có nghĩa là nó gia vị nó thấm á. Mình ăn mình sẽ không có cái cảm giác là nó ngấy như cái kiểu mà mình cầm nguyên một cái tảng cá hồi sống mình ăn, hoặc là mình ăn cá hồi không. Khá là ngon. Ngon quá. Chúc nghĩ là mọi người không cần phải chấm thêm nước tương mù tạt đâu. Nếu mọi người ăn mặn á, thì trong cái lúc mà ướp á, mọi người bỏ nhiều nước tương một chút. Cái này là Trúc ướp bằng nước tương của mình, nước tương Việt Nam á nha mọi người. Nhưng mà để ngon hơn mọi người hãy ướp bằng cái nước tương Nhật Bản. Hình như trong cái nước tương Nhật Bản nó có một chút giấm hay sao á. Bây giờ mình sẽ ăn cái bụng cá ngừ nha. Mọi người vào trong siêu thị á, mọi người có thể mua cái phần bụng cá hay còn gọi là cái lườn cá đó. Rồi mọi người về mọi người lóc da ra là mọi người có thể làm cái món này. Ở đây nãy chút ngựa lắm, chút cuộn thành hình cái bông nè. Nó nguyên một miếng dài luôn đó mọi người. Nó béo một cách đáng sợ. Quá béo luôn mọi người. Cái bụng con cá hồi á, nó có mỡ rất là nhiều. Chúc ăn thử một miếng không? Kim bắp. Bỏ cá hồi lên đây.
Bây giờ thì Chốt sẽ thử đập cái trứng gà này ra nha. Lần trước ăn rồi và nó hơi ớn mọi người. Ồ là là. Còn một trứng nữa làm nốt nha. Chàng trời lênh láng rồi mọi người. Chết rồi, nó chảy ra rồi. Bây giờ chúng sẽ lấy cái cá ngừ này nè, chúng nhúng vô trong trứng nha. Toàn bộ là đồ sống hết nha mọi người. Wow. Béo. Cái trứng hôm trước mà trộn cơm ăn á mọi người, ăn nó nghe nó ớn ớn, nó nhợn nhợn trong cổ họng á, nhưng mà còn cái cá ngừ á, khi mà mình nhúng vô trong cái lòng đỏ trứng nè, mình ăn thì mình sẽ nghe nó rất là béo. Được nha, ngon nha. Cái cá xà lách. Chú nghĩ là cái phần mà nó tanh á, mà nghe mà ớn ớn á, là cái phần lòng trắng á mọi người. Chứ còn lòng đỏ thì cơ bản nó rất là béo, rất là thơm. Mấy cái bụng cá ngừ á thì nó rất là béo rồi. Mọi người có thể cắt nhỏ ra, còn chút thì điệu đà, thích cuốn bông cuốn hoa. Đố ai có thể lấy đũa gấp cái chồng trắng trứng gà. Thật sự luôn á mọi người, là không có cái can đảm để mà húp nguyên một cái trứng gà sống. Cái sự béo vô bờ bến của nó làm cho mình sợ hãi. Mình còn bốn cái bông hồng. Cái này mình quậy với mình ăn gì ta? Nhà mọi người nó dài lắm luôn á. Chú cũng ướp nước tương. Cái đó là cái phần gần cái da, còn đây là bên trong của nó. Béo kinh khủng khiếp.
hôm nay là một cái bữa tối béo ngậy và Trúc phải ngừng video ở đây để xem sau đó nó có cái triệu chứng gì hay không, hay là cái tác dụng phụ gì không nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video. Và nếu như có bất kỳ một cái bất ổn nào đó thì Trúc sẽ cập nhật cho mọi người ở dưới phần bình luận nhé. Hãy trò chuyện cùng Trúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye.